Hello mọi người, chào tất cả mọi người trở lại kênh Hiếu Già Vlog. Hôm nay trời đẹp mà nhưng nói chung thì đầu tuần cũng khá là nhiều việc. Thì xin thân ái gửi lời chào với tất cả mọi người đã theo cái kênh Hiếu Già Vlog trong thời gian vừa qua nha. Ê, cái con máy Canon này 9999 mọi người ơi. Đây, giá mà hò 9.9. Mấy con này anh em mua về để chạy thiền phao thì ngon, cái này nó nhẹ. Cái cano bao giờ là khi mọi người lên ga, cái lửa nó cũng sẽ chạy theo để nó đánh sớm lửa để phát huy hết công sức của cái máy. Dòng này thì nó giật trong cái đề nha mọi người, nhưng rất là đẹp. Cái này để chơi thiền phao được, chạy vỏ ngắn ngắn được, ngon nhất là chơi thiền phao. Thiền phao cái này là vừa rồi, tại vì nó gọn, để nó nhẹ, nó tầm khoảng hai mấy ký nha. Ây da, da dép. Ủa gì kỳ vậy? Lâu quá không đậy mấy này. Đó, đó mọi người. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Con này ngày xưa mua tiền không mọi người, mà giờ giá rẻ. Ba anh em nổ hết luôn, có 17 triệu. Con này còn đẹp như mới luôn á. Made in Japan 9.9. Con này là size L. Đó là chân L, có hai loại chân, chân L và chân S. Con này là chân L mọi người nè. Đó ha. Mấy cái này dễ lắm, hai thì đơn giản mọi người. Chỉ cần sang khoa nhớt, tỷ lệ khoa nhớt thì mọi người biết rồi, Hiếu Già hay nói hoài đó là 31, có là 30 lít xăng 1 lít nhớt. Đang làm mấy con giá giỏ để kiểm tra, để kiểm tra Ford, SIM, T, bọng các kiểu ok hết. Rồi giao cho mọi người. Ai gọi ta? Con này thì báo giá cho anh em nha, con này là 17 triệu. Đây là gần số nè, đây là tới, đây là mo, đây là da. Thì cái này đơn giản mà anh em chơi người ta biết rồi, nó nói cho anh em mới biết chơi thôi. Giờ cũng tùm lum tèm lem hàng mà giờ không biết cái gì để cho anh em xài. Thì hôm nay có một cái con xay gỗ, xay cây, bắp này kia đồ, tàu dừa nước gì đó quất hết. Mà cái này là Hiếu nói trước nha, khi xuống công thì cái bánh này nó bị méo đây, chứ không phải là Hiếu chứ không phải là mình gõ cho nó méo nha mọi người. Thì anh em mua hàng mà mình đẹp chỗ nào mình nói đẹp, còn xấu thì nói xấu. Con này cái gì cũng đẹp nhưng mỗi cái bánh là bị sự cố, thì anh em về mua bánh mới bỏ vô, chứ không có bao cái bánh nha. Bao là máy hoạt động, bao zin vô cần để xây nè mọi người. Đó, máy Honda, được con máy Honda cực kỳ đẹp, máy Honda 5.5. Cái ốc bồ mọi người thấy mới mới như vậy, quá đẹp luôn á. Nói chung thì mấy con mua như vậy hiếm đó mọi người, lâu lắm thì mới mua được một con đẹp như vậy. Chứ thường thường mấy con là xay cỏ là nó dễ bị tan tan xét xét nhiều lắm. Nè, cái bánh bên đây cực kỳ đẹp luôn, mà cái bánh bên đó nó bị sự cố. Cho nên em thông cảm nha. Được có cái con này kéo đồ nổ Honda, cho nên là giá nó sẽ hơi cao một tí. Con này là 13 triệu nè. Honda GX 160, 140 á, ấy 120 á là 4 ngựa, còn 160 là 5 ngựa rưỡi. Mới mới lắm mọi người, con này. Mới keng. Nè anh em về để xay cỡ lá dừa nè ha, hoặc là xay những cây bắp cỏ gì đó dành cho bò ăn hoặc là làm phân bón, còn những cành cây cỡ cùm tay bỏ vô là quất hết, cỡ này là nuốt hết mọi người. Đây là cái đầu để vô nè. Đây là cái họng để ra. Và có kích thước chỉnh anh em nâng lên nâng xuống là nó phun nó ra xa hay ra gần. Mấy cái này thì nói chung thì khá là tiện hữu ích. Con này là 13 triệu nha. Nói chung là hàng Hiếu Già thì cái diện báo giá mọi người, cho nên là rất là nhiều anh em chửi là Hiếu Già bán mắc, tại vì mấy thằng kia bán không có báo giá, mỗi Hiếu Già báo giá anh em biết thôi, chứ còn ví dụ kia nó bán làm gì anh em biết được mà báo nó mắc rẻ đúng không? Mỗi Hiếu Già, cho nên là Hiếu Già mang tiếng nhất trên YouTube và trên TikTok. Mà không biết là mang tiếng cái gì không biết, mà mang tiếng bán mắt. Thì nói chung là hàng thì đẹp thì mình mắc thì bán giá nó mắc. Cũng có cái mắc và cũng có cái rẻ nha mọi người nha. À, với lại hôm nay có được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 con xe kéo. Thì anh Tuấn mới lấy 1 con rồi, là còn được 7 con. Thì giờ mình chỉ có rửa với lại quay cho anh em coi là 3-4 con thôi. Thì anh em chốt được thì chốt,
Ủa lấy cái thước kéo rồi giùm anh, đo thử cái xe kéo này nó cái chiều dài chiều ngang nhiêu mấy đứa ơi. Con này là giống như hoàn toàn như mới luôn mọi người. Cái này để anh em đẩy thức ăn cũng được nè ha. Đẩy thức ăn cho cái gì? Ví dụ bây giờ thức ăn cho người cũng được. Cái này còn bao đẹp mọi người ha. Còn thậm chí anh em mua về để đẩy thức ăn cho chăn nuôi, hoặc là để dành để những cái sửa xe, cà lê, mổ lết, nói chung là nhiều việc. Việt Nam mình sử dụng nói chung là nhiều mục đích. Thì anh em muốn xài cái kiểu gì đó thì xài. Chứ còn mình cũng không biết được là anh em xài cho mục đích gì. Còn mình chỉ biết bán thôi. Một con về bán có 2 triệu mọi người. 2 triệu anh em mua ở Việt Nam một con xe không bao giờ có như thế này. Mà đặc biệt mọi người á, biết cái xe Nhật thì họ làm cái sắt này rất là dày nha. Sắt cực kỳ dày và đồ rất là tốt. Bánh xe thì bao mọi người là như mới luôn đó. Bánh xe anh Tuấn mới hỏi, ủa Hiếu mình thay xe không có. Tự nhiên cái xe bán có 2 triệu, thay 4 bánh xe giờ hết 400-500 ngàn, lời kiểu gì. Bán 2 triệu là đúng giá vốn luôn rồi. Giờ kêu thay bánh xe nữa thay gì, đúng không? Cho nên là anh em mua về xài cái gì thì mục đích anh em sử dụng nó. Còn mình không biết nữa. Giờ cái thước bỏ đâu tiêu. Ủa sao tự nhiên xài thước bỏ đâu rồi? Giờ tại vì để đo thử coi là diện tích nó chính xác là bao nhiêu ha. Bề ngang là, con này bề ngang là 50, chiều dài là 2, 3 gang là 50, vậy là 50-70. Ok, diện tích 50-70. Anh em nào thật cảm thấy phù hợp với công việc thì cứ lấy thôi. Còn không thì cứ để Hiếu già ăn con. Chứ còn mấy con này mọi người mà đem từ bên đó về tới đây mà giá như thế này thì quá rẻ rồi. Không thể nào rẻ hơn được. Để coi chính xác đi, đo chính xác cho anh em coi. Mình đoán là như thế. Rõ ràng luôn mọi người, 50 ha. Đúng 50-74 luôn mọi người nè. Nãy mình đo 70 là hơi khiêm tốn, 50-74-75. Có kích thước đầy đủ. Có 8 con thì anh Tuấn lấy con, còn 7 con ha, anh mới vừa ghé. Anh lấy một mớ súng chữa cháy mà cái súng chỉnh độ. Với lại một con xe rùa. Con xe rùa bánh xích đẹp, sườn đẹp, khung đẹp nha mọi người. Con này bao mọi người đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Máy là máy mami mình gọi. Chiều giờ mami gọi mình bận quá không gọi, giờ mami gọi lại mọi người. Thôi xin lỗi mẹ nha, tiếc con gọi lại. Con này là máy Yanma. Sức chở con này là như ta 250 kg. Đây. Con này ben bằng cơm nha mọi người, dòng xe rùa nhỏ nhỏ như vậy thì không có ben bằng bằng thể lực mà ben bằng cơm. Nói chung là nguyên từ dàn xích, dàn khung, dàn gầm thì rất là đẹp, bao mọi người đẹp luôn. Đẹp ghê không? Mà con này mọi người mình bán cái giá con này đúng là giá hạt rẻ luôn mọi người. Có 9 triệu à. Anh em kiếm đâu ra được cái con xe rùa như vậy mà đẹp như vậy. Mà 250 kg nhưng mà có 9 triệu à. Giờ để coi nãy nãy bật nào một chút. A đây. Đó. Ha này anh em chở đồ trong farm, trong vườn gì đó, hoặc là cho ba mẹ gì làm giường, làm gãy gì, chú gì, cô bác, cậu mợ gì đó, làm gãy gì đó thì ok. Con này là, mà con này là máy 4 thì nha. Nhiều anh em hỏi là máy bán rẻ rẻ, cứ hỏi là máy 2 thì, không phải đâu. Máy 4 thì đàng hoàng nè, ốc chân là còn mới can luôn nè. Nguyên dàn chân dàn gầm rất là đẹp, xích rất là đẹp luôn. Đẹp lắm. Mà con này có 9 triệu à, rẻ như cho, như cho. Ôi mà hai ba đứa rảnh lấy một đống dây này ra giúp anh thế nào. Mọi người, mình mới về được 1 tấn dây xịt cao áp nha. Dây của Mỹ xuất Nhật. Mọi người biết cái dây này á, nhiều anh em sẽ không biết mà nhiều anh em rất là gành dây này nha. Dây này anh em biết làm gì không? Dây này á là cái lỗ nhỏ và nó dẻo, áp rất là cao. Con này á là để dành thông cầu cống ngạt. Thế mới ghê chứ. Ê, trời sao có biết cái bịch không? Nè. Đây mọi người, cái áp con này chịu 350 kg nha, 353 nha. Lỗi cáp là bằng inox. Những cái dây này á, ở bên mà bên nước ngoài á bạn, đại khái là bên Nhật bên đồ á, bán rất là mắc nha. Một cuộn như vậy bạn có thể mua cả chục triệu á, ghê gớm không. Mấy con này thì á, cao áp nè. Cái này thì bao mọi người rửa rất là đã nha, rất là dẻo nha, dẻo nhăn luôn á, mà mình bán giá rẻ bèo luôn. Lấy ra hết luôn cho anh thử nào. Nè, thôi mọi người nè. Bây giờ cứ cân ký tính tiền.
Tự nhiên có cái này mà cái nóc nó mới ghê chứ. Ông gì, ông gì, ông hơi, ông gì xin. Trời ơi, hơi mà ghê vậy. Cái này dành tưới nhỏ giọt thì bao ngon. Hàng này là hàng của Mỹ xuất cho Nhật nha mọi người. Đó, mấy cái này anh em xài nè. Hơi bị ghê gớm nha. Đó, cái dây là dây cao áp hình như lỗ 8 ly á. Lấy được có 1 tấn. Tấn à? Mấy cái nào ngắn ngắn hoặc là mấy cái nào cần xài thì mình đưa lấy lại xài, để mai chiều mua không có đâu á. Mấy cái này hàng Nhật không, mình thường thường mình mua ở đây á, không bằng đâu. Cái dây này anh em thông cầu cống nghẹt thì bao ngon. Biết sao nó dẻo, nó qua mấy cái cua quẹo, mấy cua gắt á, rất là ngon nha. Này là chuyên để thông cầu cống nghẹt. Dây này mọi người, Made in USA đàng hoàng nha. Nè, 3000 PSI. Đó, USA đàng hoàng. Chứ không phải bảo là anh em bảo là hàng chậm chậm. Thấy cái cuồng nó qua cho anh coi. Một cuồng này chắc 50m. 1 ký là mình bán 140.000 mọi người nha. Hãy lên, hãy lên mạnh giùm anh cái coi. Yếu dữ em. Chiều mai rảnh thì tập tạ đi em. Ây dạ, được rồi, thôi khỏi xét à. Cuồng này 50m. À, còi vô đây cân, cân cái cuồng này 50m thử bao nhiêu ký cuồng. Không, lấy cân ra đây luôn đi. Cuồng này 50m nha. Bấm đầu 17 ly. Mà dây này là dây dẻo mọi người. Nè, mềm xèo à, nó không có bị cứng giống như cái dây mà ở bán ở Việt Nam. Ê, chắc mình lấy lại dây 6 ly một ít để mai chiều mình xài cái máy cao áp của mình á. Con này rất là ngon mọi người. Dây này xài hơi bị vip, đỉnh của chóp luôn á. Này họ bấm đầu heo. Răng 17. Đâu coi con nhau anh cái cuồng này coi là bao nhiêu tiền, tính ra thử nào. Một trăm bốn ngàn ký. Rồi con nó bao nhiêu? 11 ký. Đúng không? Ê, 21 ký. Quên, 21 ký. Mà nhân cho 140 thì bằng 2.9 triệu. Cho 3 triệu. 3 triệu mà chia cho 50m thì bằng 60.000 một mét. Rẻ hơn dây Việt Nam. Chắc cũng hơn Việt Nam. Cái cuồng này chắc phải hơn 50m, giờ chưa chính xác đo hay. Mà cuồng phải hơn từ 50m trở lên. Thì bây giờ anh em cứ lấy cuồng này mọi người thấy không, nó dẻo nhăn. Nó dẻo giống như cái dây xịt thuốc anh em mình hay xài á. Mà được cái là áp cực kỳ cao, lỗi lớn. Còn mấy con này, bây giờ cân thử cuồng nhỏ nhỏ giùm anh thôi. Cuồng, đâu cuồng dây này đi. Nè, cuồng dây cáp này nè. Dây xanh đó, ok, bỏ nó không, dây xanh đó đó, cuồng xanh đó thử coi. Cuồng này chắc mấy ký chứ mấy? 5 ký. Hơn 5 ký chút. Hơn 5 ký 100m. Thì có nhiêu đâu, có 5-600 ngàn. Cuồng này rẻ bèo luôn. Đâu, cân cuồng này thử coi. Cuồng này, cuồng này mới 50m. Cuồng cuồng bự kia chắc anh nghĩ chắc 100m đó mày. Đúng rồi đó. Nhiêu? Gần 9 ký. Gần 9 ký. Cho 9 ký đi. 9 ký nhân cho 140 ngàn. Bằng 1.2 triệu. 1.2 triệu 60 mà có 50m dây. Con này chắc, cuồng này chắc 100m á. Cuồng này 100m nè, cuồng này 50m nè. Toàn dây cao áp dây dẻo không mọi người nha. Cái này em xài máy cao áp đem về rửa thì hơi bị vip á, đỉnh của chóp luôn á. Con này là lỗ 6 ly. Ây da. Hả? Ủa dây cáp, dây nóc nữa hả? Đã vậy. Trời ơi mọi người ơi. Hiếu già mua giá vốn là 120, bán 140, hy vọng là có lời, giống thôi là quề tiền hoặc lỗ nữa. Thật ra mấy cây dao cáp để thấy thì thích thích gì thôi, chứ còn để mua về đâu có bán được hết đâu mọi người. Một số cái bị hư nữa. Hình như là có nguyên bao màu đen này đúng không? Nè. Cái dây này dây cáp mà nó nhẹ ghê á. Nóc à? Đi nóc nữa hả? Nóc nữa. Lo thử coi. Cái này, cái này để rửa xe nhìn hay nha. Áp thì bao áp luôn. Wow. Ê, đã rồi. Rồi mọi người, được có 1 tấn, anh em nào lấy nhiêu thì bán nhiêu nha.
bán cuồng chứ không có cắt lẻ nha anh em nha. Cuồng nào chưa bấm đầu thì Hiếu già bấm đầu cho. Đây, cái dây hơi đó mình đâu có xài gì tới đúng không? Có xài không? Nếu có xài thì lấy lại xài, lấy xài nào lấy lại xài nha, chứ thôi là mai là bán hết là không còn xài đâu á. Khúc ngắn bự bấm nè, lấy cái này vô nó giữ nhăn à, mềm xèo à, đã lắm. Vậy đó 10 mét đâu, xả hết cho thử được 10 mét không xin. Cuộn nhỏ xíu gì thế, chắc 10 mét đấy. Không, nó không có để số. Không? Nếu 10 mét thì đo thử rồi, đo thử rồi, kéo kéo đầu đo thử rồi, coi nhiêu mét rồi. Cái thước có 7 mét mà kéo 10 mét đi. Tới đó nhiêu mét rồi? 7 mét tới đây nè, 7 mét rồi. 10 mét, 8 mét. 8 mét. Con khoanh có mấy khoanh mà được 8 mét. Ok. Gom gọn vô. Gom gọn lại đi, để anh quay cái máy rửa. Ôi vậy là cuồng bự là phải 100 mét nha, đúng không? Cuồng này 12 ly. Lỗ ở ngoài 12, tất nhiên lỗ ở trong là 8, chắc cuồng nó chắc 100 mét á. 100 mét mà 3 triệu. Vẫn rẻ. Với lại là về được 21 con máy rửa mọi người, máy rửa motor Ý, đầu Ý. Hồi quên cái con này của anh Tuấn mới ghi số điện thoại mà quay bán hồi hôm qua, ông đốt nhà mình á. Thôi quay con này đi. Con này là motor Ý nha. 5 HP 3.7 kW của Italia. Đầu của made in Italia luôn mọi người này nha. Nè. Áp con này là 200-250 kg. Xài con này là Hiếu đưa anh em mà đầy đủ bộ luôn nha, là có dây, có súng Ý luôn. Lấy anh cái súng Ý đi Khang, dây súng Ý đầy đủ bộ. Mà con này xài điện 3 pha nha mọi người, chứ không phải là điện 1 pha nha. Con này là thùng inox, bảo hành mọi người là 50 năm không bị xét. Inox mà đợt này họ còn dập như vậy nữa mọi người. Hàng này là hàng mít, đẹp quá. Cái này là có khóa chân, khóa lại đựng cho nó xoay. Thùng inox ở trên là sơn ha. Cái này là lưu lượng con này thì được 16. Đâu đưa súng Ý cho anh, không lấy bét hả? Đây được rồi. Đây súng thì Hiếu già xài súng Ý nha mọi người, chứ không có hàng thường nha. Hàng Ý loại 1. Con này là có áp điện không mọi người, buông súng là nó sẽ ngắt luôn motor luôn. Đây đầu ra đây. Đầu ra này phải gắn cái đầu ra của cái nối, nối nhanh nó nhỏ rồi. Này đang nối nhanh của 508 nó lớn. Ai gọi hoài ta? Mấy cái này anh em xài thì view, cái này rửa xe tải, rửa xe công hoặc rửa xe khách, rửa gì đó rửa hơi bị ngon á. Này tăng áp nè. Mấy cái này thì đủ bộ dây súng. Dây là Hiếu già là cứ một dây á, một cuộn là 20 mét. Đủ bộ dây súng hết. Con này là 17 triệu. Rẻ bèo mọi người. Đầu ra anh em kiếm con nào nó rẻ giống như vậy. Mới ken như vậy mà đâu ra mà rẻ như vậy đúng không? 17 triệu một con. Có hai mấy con gì đó. Nói chung con nào cũng đẹp như con nào hết. Con nào không có lược này thì Hiếu bỏ, Hiếu gắn cái lược dạng khác vô nha. Lược Arimitsu. Đó anh em. Chốt hàng đi nhanh lên. Chúng ta là hết nữa nha. Kìa còn mấy con trong kia chưa kiểm, chưa có vệ sinh nữa kìa đó không? Nhiều lắm cho nên chưa vệ sinh kịp. Với lại hôm nay có một con nước nóng mà là hàng hệ mọi người. Nước nóng mà lại là motor 7 ngựa rưỡi. Mà cái chân đẹp lắm nha, chân này chân zin đó nha mọi người, không có sơn phết gì lại hết nha. Đó, motor 7 ngựa rưỡi. Con 508. Không chạy một miếng sơn nha, motor là mới ken luôn. Ê, vẫn kéo A46. Cái dây ống vô mọi người. Này là bình dầu. Thì thường thường hiếu nói hoài anh em là nước nóng là xài dầu hôi, trừ khi mấy con Z-Man á thì nó mới xài dầu diesel, còn tất cả là xài dầu hôi hết. Đây là cái hệ thống quạt thổi hơi nóng vô trong cái bồn nước để nấu ha. Con này là hàng hiếm mọi người, nói chung là lâu lắm mới được một con đẹp như vậy mà lại là kéo motor 7 ngựa ha, nói chung cũng khá là hiếm. Mà cái con này thì báo mọi người là nó bị mất cái nắp cái khoảng này nha.
thì mình sẽ làm một miếng mica hoặc miếng nhựa, miếng sắt vậy đó, đầy lại cho anh em. Còn riêng dàn khung dàn đồ thì bao đẹp. Hai cái lò, cái này gọi là cái lò luyện đơn. Cái để nó ra cái hơi nóng đó. Riêng thì dàn ngoài con này bao đẹp, thì con này là xài điện 3 pha nha. Này anh em về để dành rửa gầm mái xe, xịt rửa sân rêu bọng gì đó. Con này thì nhức nách, nói chung rửa nóng bây giờ Việt Nam mình khá là chuộng mọi người. Hầu như Hiếu lên con nước nóng nào là đều bán hết con đó. Tại bây giờ anh em xài biết xài nước nóng rồi, lúc trước thì anh em không biết xài nước nóng. Bây giờ biết xài nước nóng rồi cho nên là anh em xài khá là nhiều. Con này đủ dây đủ súng ý luôn nha. Là giá là 20 triệu. Đó, làm cái mặt lại cho anh em, làm cái mặt. Có cái nắp đậy lại. Nói chung con này đẹp, đẹp từ đầu luôn á nè. Có nói chung là mấy con này là có áp nè, có lưu lượng nè. Mọi người thấy không? Cái đầu này bây giờ mọi người mua tiền không? Ốc chưa tháo một con nào, chưa tháo một con ốc nào luôn. Rồi, báo giá cho mọi người. Con này chỉnh thì tối đa được 80 độ C. Đó, nè 80 độ. Đây là mở, đây tắt đó. Còn anh em muốn mà không, chỉ chờ xài 80 độ thôi, hơn nữa không được. 58 nữa chờ 80 độ thôi. 80 độ thì ra tới đầu dây, còn khoảng 65 70 độ thì anh em xịt dầu nhớt rồi ok rồi. Bao ngon rồi. Riêng con này dàn chân bao mọi người đẹp. Với lại hôm nay có một con chích kia về, con này đồng hồ điện tử luôn nè. Nè. Đồng hồ điện tử. Mà bán con này hôm nay bán giá rẻ mọi người, xài nắp là xài T-Ben luôn. Hai thì 800 có số da. Đó. Có số da. Rất là nhẹ, số da nhẹ hiều à. Đó nè. Ga nhẹ hiều à. Đó. Cổ ok, ngon lành. Con này thì hôm nay bán với giá khá rẻ mọi người. Chỉ có 68 triệu thôi. Bao anh em làm nổ nha, bình bọng mới là Hiếu thay hết. Yên đồ là zin bọc, không biết bọc bên nó bọc hay zin thì Hiếu cũng không biết nha, mà những yên là bao mọi người không rách. Con này được có cái tốc độ ngon, con này có van bô nè. Đó, van bô đây. 800. Máy thì bao đẹp luôn, giá mơ hồ 800. Con này gọi là bay á. Con này chạy cũng khá là ghê gớm rồi đó. Con này khi mà mọi người chạy á, nó có một cái vòi phun nước lên đây nè. Đó, số da nè. Ông nào chơi bên nó còn chơi sơn cái đuôi màu hồng nữa mới chịu nha. Màu hồng đó nha. Nam tính ghê chưa? Nam tính dữ rồi đó. Số da nè. Đó. Con này được cái đuôi rất là đẹp. Nguyên dàn đuôi dàn đồ đẹp hết. Khung gầm cái kiểu là đẹp, đẹp keng luôn. Cái lỗ phun nước lên nè. Con này ở bên đó là họ cho đăng ký chở 3 người. Boss 800 XL, gọi là XL á, XL. Đây là cái mức kéo e nè. Này giờ bỏ bình vô nổ luôn, mai giao cho anh em luôn rồi đó. Mấy, này là của thiết kế của Mỹ. Này là resort là khóa xăng, mở xăng ha. Kính chiếu hậu. Đầy đủ, con này đầy đủ hết. Này là cái để lên xuống cái cần cái đuôi ở ngoài sau khi mọi người có bay sóng hay nhảy sóng. Mấy con này nhảy sóng rất là ngon. Nè. Con này đồng hồ tử, con này đời cũng khá là cao á, Wagoner. Mà con này bán rẻ, có 68 triệu mọi người. Chưa tính tiền vận chuyển nha. Quá đã. Ngày xưa mà được chơi con này chơi thì quá sướng rồi. Ngày xưa không có mấy con này chơi đâu. Vẫn còn xài được, vẫn ngon. Rồi anh em giờ được có mấy món. Con chục vít này của anh Thành lấy, anh Thành Vĩnh Long. Giờ mai đem đảo điện, đấu điện cho anh nữa. Hơi đồ tét tà le tùm lum hết trơn mọi người ơi. Anh em chốt món nào thì nhanh nhanh sớm sớm nha. Chứ không thôi Hiếu già đã bán hết nữa. Anh Tấn qua bỏ hôi chốt đưa tiền cho Hiếu già, cho nên Hiếu già bán hết nữa. Dặn nó không nhớ đâu. Thật sự mọi người, để mà dặn Hiếu già một món đồ mà khi mà về á, để báo anh em thì thật sự mình không nhớ hết được. Nhiều quá, không thể nào mà báo hết được. Anh em thông cảm nha. Cho nên giờ mỗi lần mình lên clip chỉ vài món thôi. Chứ không thôi để nhiều khi làm không kịp thì nợ anh em hoài cũng kỳ. Đó, nay lên chỉ có mấy món vậy thôi. Anh em coi chốt được món nào thì chốt thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em clip sau nha. Bye bye.